Hello. Bao nhiêu người còn đang thức? Bao nhiêu người hẹn tôi đâu hết rồi? Năm. Sáu. Bảy. Bạch Dương. Bạch Dương này đến đây đúng không em nhỉ? Hôm nay có hai cô học sinh họ lớp online đến học viện lấy đồ. Vui quá. Bình Nga. Ừ, mạng yếu. Mưa mà em, Hà Nội đang mưa to lắm. Lột hết rồi. Thanh Huyền. Trương Ngân. Cũng có nhiều bạn bảo là mạng kém với cả nhiều lý do nên là học thì sẽ phải xem sau. Cảm ơn em, Bạch Dương. Sáng 8:30 em ơi. Tối nay lại không ngủ được. May hôm nay em về đến nhà thì mưa to. Ừ đúng rồi. Anh cũng lo lúc đấy mưa to mà. Anh bảo em chạy về sớm. Chào Nguyên Trúc. Hôm nay chúng ta bắt đầu học trong giáo trình nhá. Bao nhiêu người nhận được giáo trình rồi? Bao nhiêu người? Bài hôm nay là bài cách lắp ráp máy phun. Được em. Thanh Huyền ơi được nha. Mai qua nha. Ok, không mưa. Ok. Hương Nguyễn chưa nhận được à? Chắc là cũng sắp rồi em. Ngọc Cảnh Phạm chưa nhận được, ok. Mai sẽ check lại bên Viettel xem họ hôm nay họ đang phát hết rồi mà. Khổ. 20 người, 21 người. Cũng được mấy rất là nhiều người cũng theo dõi đấy, chỉ tội là mọi người học chậm à, không thời gian học vào giờ này thôi, với cả mạng nó chậm ấy. Có cô giáo đang lấy đồ. Chờ mình một chút nha. Em có khóa tủ không? Em có khóa tủ có đồ không? Cầm, có cầm về không? Thank you.
em. Học sinh nó về, anh đang học viện. Đi đâu về đây? Đóng cửa lại, đóng cửa xuống cho anh. Đạt à? À, thôi rồi vậy để đấy. Hôm mai, ok. Đóng cửa. Còn hết rồi. Cơm à? Có cơm à? Hôm nay thực hành mấy ca ấy sướng không? 3 phút phát. Hôm nay nhà đông khách, học sinh làm đông. Lúc bạn bạn gì nhỉ? Bạch Dương đến là nhìn thấy phê không? Các bạn đang thực hành làm cho khách tới tấp. Khách một cái bệnh viện đến làm. Chúng ta sẽ học bài, từ giờ trở đi mình sẽ học theo giáo trình một chút. Kỹ thuật lắp ráp máy phun xăm. Cái này phải có máy thì mới biết được nha. Mọi người, đôi khi mọi người chưa có máy thì nó khó. Nó không lên, không vào được đúng không? Thế rút ra cho nó nghỉ đi. Rút hẳn ra đi để xong rồi mai anh gọi bên kia kiểm tra. Cô giáo đang lên trên lấy đồ. Càng ngày càng ít người học giờ đây, giờ này có 21 người. Ok, sớm thôi mà Bạch Dương, nhanh mà. Em cứ chốt học cái kia đi xong rồi lúc nào sang. Đọc linh. Cô đây. Các em đang hỏi cô đâu hết rồi. Mọi người đọc giáo trình thấy thế nào, ổn không? Có gì không hiểu không? Bài số 3. Phan Bạch Dương. Bảo ở trên cổ như ý. Cách lắp ráp máy phun xăm. Cách lắp ráp giáo viên hướng dẫn cụ thể. Lưu ý khi lắp ráp. Kiểm tra xem từng bộ phận máy đã thực sự ăn khớp với nhau chưa. Kiểm tra xem chấu kim có chắc chắn không, tránh tình trạng chấu kim lỏng. Chấu kim là cái ngòi ấy. Là cái ngòi ấy. Dẫn đến tình trạng khi đang phun chấu kim bị văng ra khỏi máy. Cái này rất nguy hiểm nha. Kiểm tra xem đã gắn đúng đầu kim chưa. Bởi vì cái kim ấy nó có đầu, một đầu không phải nhọn, một đầu nhọn, mọi người phải lắp chuẩn vào. Kiểm tra xem đã gắn đúng đầu kim chưa. Kiểm tra xem kim đã gắn chắc vào trụ chưa. Kiểm tra nguồn điện khởi động máy để kiểm tra tiếng máy chạy có êm không. Em trai phải chụp ảnh gửi qua cho em nên hơi mờ, có file mềm thì thật tốt. Sao lại thế? Ca đi Nguyễn là ở đâu? Bạn ấy, bạn bảo là bạn ấy phải chụp ảnh, cũng không rõ, đang chưa hiểu lắm, hình như bạn nước ngoài.
Có hình như có một số bạn ở bên Hàn với bên Đức học. Hôm trước có một bạn gọi cho bên mình, cho vợ chồng mình. Ba rồi dạy một thời chiến thôi. Mọi người chuẩn bị hết đồ ra đi. Những cái đồ những người mà đã nhận được rồi ý, chuẩn bị hết đồ ra. Còn các bạn chưa có thì cứ ngồi xem đã. Sau đó chúng ta sẽ xem lại hàng lại. Những bạn mà chưa có sau này các bạn xem lại hàng lại, có gì không hiểu rồi thì hỏi nhé. Ngày hôm nay từ trưa đến tối là chuyển 5 cái mày môi cho nên là cũng hơi mệt. Vừa mới ăn cơm xong bây giờ mới gặp được các bạn. Kiếm tiền không hề dễ. Kiếm tiền không hề dễ. Ok, ai chưa nhận được thì mai chắc nhận được. Còn ai người nào mới đăng ký thì cũng có thể chờ đi nhé, không vấn đề gì cả. Sau thì nhận sau. Can Vinh Nguyễn em trai phải chụp ảnh gửi qua email. Nên hơi mờ. Thông cảm nhé, cái này anh không gửi fan về một đâu, tức đấy là quy định của anh rồi. Đúng rồi. Chào Vũ Thị Tuyến, ok em. Cũng 26 rồi. Con Linh Nguyễn này như bạn bên Hàn Quốc ấy. Tiền nó hành ấy, tiền nó vật cho nó ngóc đầu lên được. Hai mươi bốn người. Các bạn đã chuẩn bị hết cả đồ mà chúng ta chuẩn bị cho bài hôm nay chưa? Những bạn nào đã có máy rồi này. Máy nhá, máy nào cũng được nhá. Và mình đang cầm một cái máy phổ thông mà như mình nói là tất cả các bạn học viên của mình đang dùng, đó là máy ZNK nhé. ZNK Made in Japan nhé. Máy này là 1 triệu tư hình như. Không, máy này 8,5 triệu. À, máy ZNK. Máy tích điện bây giờ mới là 1,4 triệu. Ok. Và bạn kế toán bạn ấy khóa tổ mất rồi cho nên là mình không lấy được những cái máy kia ra. ZNK. Máy này máy phổ thông, tức là giá vừa phải. Làm ok với những bạn mới học nghề. Hôm nay Bạch Dương hình như mua máy này sao này. Đúng rồi, Bạch Dương mua máy này. Ừ. Có bạn đến lấy máy này. Rồi, giờ các bạn sẽ chuẩn bị trước tiên là máy này. Rồi, để này cho em. Để chúng ta bày được cái này. Giáo trình này. Máy này, kim này. Đây, cúp đồ nhẹ nhàng, cúp đồ rẻ tiền nhất đây. Tớ không dùng cao sang, tớ chỉ dùng cốc đồ 100.000 thôi. Bởi vì tớ không đi làm di động, chỉ là để cất vào thôi chứ không đi làm di động, cho nên là không mua những cái cốc đồ thì nó sang chảnh quá. Có những cái cốc đồ mấy triệu. Cô giáo dùng hẳn cốc đồ 100.000, kỳ ngọc. Kẻ xí vãi. Kim này, kim 1 nha. Chúng ta học lông mày trước, chúng ta sẽ lấy kim 1 nha. Kim 1, ngòi. Ngòi này là ngòi mình vừa mới dùng xong rồi mình tái sử dụng luôn. Rồi, cách lắp. Ngòi 1 nha, từ từ đã nào, chúng ta chuẩn bị đồ ra đã. Kim 1, ngòi 1 này. Máy, kim 1, ngòi 1. Máy thì đương nhiên với những máy nào không có tích điện thì các bạn phải có dây sạc rồi. Còn máy này của mình có tích điện nên khi nào hết pin thì chúng ta mới cắm sạc. Các bạn nghe tiếng máy không? Máy này rất là đầm, rất là êm nhé. Đầm rất là thích. Kim ngòi, bông, bông hoặc là giấy ướt nhé. Bông thì cho nó tiết kiệm. Học thì cũng không hết đáng bao nhiêu, tùy các bạn. Bông để chúng ta lau mực này. Mực học nào, những bạn nào đã có mực học rồi nhỉ? Mực để học thì không cần mực xịn đâu nhé. Đừng phí, lãng phí. Điện thoại rộng thì sợ mấy nữa cho lên YouTube nó cứ ngang ngang nghe. Da giả nào. Đây là miếng da các bạn học sinh rồi mình đang học mà mình cầm luôn chứ mình không lấy miếng da mới làm gì. Mình là theo tiêu chí tiết kiệm. Và các bạn cũng nên tiết kiệm nhé. Da có hai mặt nhé. Các bạn có thể học được hai mặt. Đó.
Đây là Gia Giả nhé. Đây là bạn học sinh của mình đang học. Bạn ấy học thêm cả cái tattoo mini nữa. Cho bạn đang học cả vẽ những cái hình nhỏ nhỏ này. Đó, Gia Giả này. Nó lớn hơn à? Không nghe rõ à? Âm lượng hết mức rồi. Volume hết mức rồi. Hét lên thì nghe buồn cười lắm. Do mạng kém. Do mạng thôi. Ok chưa, nhắc lại này. Máy kim 1, ngồi cho kim 1. Gia Giả hiện lên rồi đây em. Bạch Dương, mực học. Thợ săn thì không thể thiếu găng tay nhé các bạn nhé. Gia hiệu thuốc mua cho mình hộp găng tay để dùng nhá. Găng tay y tế nhỉ. Đế này. Cái này gọi là đế mực này. Đế để đựng mực này, hũ này. Cái bên trong này là hũ nhựa này, là hũ để đựng mực này. Như hôm nay mình làm cho khách này, làm lông mày là hũ đựng lông mày này. Xóa là hũ đựng mực xóa này. Khử thâm là hũ đựng khử thâm này. Và làm môi cho khách vào bầu nhá. Đây là những hũ mà mình vừa dùng xong. Và chúng ta chuẩn bị này, chúng ta không cần phải, sau này cái hũ này chúng ta dùng suốt được nhé, không cần phải dùng mới làm gì nó phí. Ok chưa? Khay này, các bạn nên có khay inox này để đựng đồ nhé. Học thì có thể là chưa cần, nhưng sau này vào nghề là phải cần cái khay này để chúng ta đựng những cái đồ dùng của chúng ta đi lên trên, để lên trên này nhé. Ok, học nha. Cách tắt máy. Có thể là do mạng hơi kém. Chúng ta vào bài nhé. Chắc chắn là lắp kim là các bạn phải đeo găng tay, chứ các bạn không thể lắp kim không được đâu. Nó sẽ trơn, rất là trơn, rất là khó cắm được hết cả cái kim nó vào trong máy nhé. Các bạn đeo găng tay vào nhé. Con gái thì thường hay dùng găng tay size M, size S nhé. Con trai thì dùng găng tay size L. Mọi người nhớ đăng ký kênh của YouTube và theo dõi nha. Vào ấn subscribe ấy. Mọi người biết chưa? Chưa biết thì mình hướng dẫn luôn. Hôm trước mà nhiều người hỏi qua mình để mình hướng dẫn. Thế anh hướng dẫn phải đấy trước à? Em cứ chuẩn bị rồi đi. Xong rồi. Đây hướng dẫn một tí thôi. Một phút thôi mà. Các bạn cũng chuẩn bị đồ của mình đi. Đây mọi người vào YouTube này. Xong mọi người vào kênh là Học viện Thẩm mỹ Eva Sinh. Ok, xong trên quay rồi. Xong trên YouTube nó dễ hơn đi. Ừ, nó không lag. Đây nó ra này. Đó. Có 62. Xin lỗi mọi người. Alo alo. Đây vào đây. Mọi người vào đây này. Xong có chữ đăng ký này. Ấn đăng ký cái hoặc là subscribe. Là ấn vào đấy là ok. Nhá. Không cầm hay không được. Đây. Đây, mọi người có cái chữ đăng ký này. Mọi người ấn đăng ký cái là ok. Nha. Rồi xong. Bạn nào không xem được thì chúng ta xem lại nhá. Xem lại thôi. Làm kém quá à. Ok chưa? Chúng ta cứ tiến hành nhá. Bạn nào không xem được thì chúng ta xem sau. Chúng ta có vào bài đầu tiên, đó là bài về lắp ráp máy xăm. Máy xăm nhé. Thì có những cái máy mà các bạn sẽ phải tháo cái ốc của chỗ này để nhét kim vào. Nhưng mà những cái máy tích điện như này, những cái máy phổ thông như này thì cắm kim rất là đơn giản nhé. Cái kim như này này. Kim này sẽ có một đầu tù và một đầu nhọn nhé.
thì các bạn sẽ ấn cái đầu tù này 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 để cho kim nó ra nhá. Đấy, các bạn sẽ ấn này để cho kim nó ra này. Đấy, cái này chúng ta sẽ đùn kim lên để chúng ta lấy nhá. Cẩn thận gãy kim và cong kim đi chứ. Đó, chúng ta lấy kim ra, rút kim ra. Lấy kim ra này. Sau đó các bạn sẽ cắm cái đầu tù nhé. Cắm cái đầu tù vào máy này. Máy nó sẽ có một cái lỗ rất là nhỏ, hơi khó nhìn. Cái lỗ rất là nhỏ thì giữa ở giữa của nó này này. Đó. Thì các bạn sẽ cắm vào cái lỗ này. Cắm đến khi nào không cắm được nữa thôi nhé. Cắm đến khi nào không cắm được nữa thôi chúng ta cắm kim. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắm ngòi. Ngoài phải nhìn đúng là ngoài cái lỗ nhỏ cho kim 1 nha. Nếu mà ngoài lỗ to tướng là cho kim 3 đấy. Chúng ta cắm ngoài vào. Cắm cẩn thận không cái kim nó chọc vào cái ngoài là nó sẽ bị cùn kim nhé. Chào Trang. Ok chưa? Đây là cắm kim và cắm ngoài này. Các bạn phải nhớ rõ những cái bạn mới vào nghề ấy, chưa biết gì ấy, thì phải phân biệt được thế nào, đâu là kim, đâu là ngoài, đâu là hũ, đâu là cái đấy. Đầu nó hơi bị thòi ra một chút này, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Rồi, khi chúng ta cắm ngòi xong bắt đầu chúng ta chỉnh kim nhé. Chúng ta chỉnh kim thì chúng ta phải bật máy nhé. Riêng máy này nó có 3 chế độ này. Khỏe nhất này là nấc đầu tiên này. Trung bình, nấc giữa. Và nhẹ nhất là nấc trên cùng. Đó. Các bạn mới học thì các bạn để nấc nhẹ nhất nhá. Rồi. Các bạn lắp kim đi. Lắp kim lắp ngoài đi. Bật máy chỉnh kim. Các bạn nhìn này. Kim này nếu các bạn thấy nó hơi dài, thông thường thì chúng ta đi khung sẽ khoảng 1,5mm để kim. Để chúng ta nhìn cho nó rõ, đi khung cho chuẩn. Máy này là máy Zenka nha Trái Tim Băng. Nếu như mà cái kim của bạn quá dài, mực nó sẽ không xuống đều được, thì các bạn sẽ, một là các bạn sẽ kiểm tra lại xem là kim chúng ta cắm hết cỡ chưa. Nếu như không cắm được nữa thì chúng ta chỉnh ngòi nhé. Nếu mà máy xịn nhá, máy xịn nó có chế độ chỉnh kim ngòi trên thân này này. Nó sẽ chỉnh được độ dài ngắn trên kim này. Đó là máy 1.2 và 1.4 đều có thể chỉnh được kim, độ dài ngắn, chỉnh được lực to nhỏ ở phần thân nhá. Còn cái máy rẻ rẻ một chút như thế này thì nó sẽ không điều chỉnh được kim ngòi ở tại đây, mà chúng ta sẽ phải kim dài quá thì chúng ta nhích ngòi lên trên một chút, kim ngắn quá thì chúng ta ấn ngòi xuống. Các bạn thấy chưa? Nếu như các bạn ở có máy xịn thì nó sẽ rơi vào khoảng 1,5mm nhé. Chúng ta sẽ để kim khoảng 1,5mm. Hơi khó nhìn thôi. À, Trái Tim Băng là hỏi cái máy của em ấy. Thì em chỉ cho bạn ấy cái cách để chỉnh sửa cái máy. Trái Tim Băng máy cũng không tích điện được à? Ok. Ngày mai mình sẽ FaceTime với bạn nhé. Để mình xem là cái máy của bạn như thế nào. Lúc nào bạn rảnh thì bạn nhắn tin cho mình FaceTime nhé. Rồi chúng ta phải bật máy lên thì mới chỉnh được kim nhá. Chứ tắt máy đi là không chỉnh được đâu. Phải bật máy lên chỉnh kim. Sợ hơi khó nhìn nhỉ. Hơi khó nhìn độ dài của kim. Khoảng 1,5mm nhá. Mờ chắc các bạn vẫn nhìn được. Ok, khi chúng ta lắp kim, lắp ngòi, chỉnh xong chế độ thì chúng ta sẽ chuẩn bị hũ mực. Rồi các bạn đổ hũ mực ra nhé, đổ hũ mực học ra. Thì chúng ta học thì các bạn học lấy ít một thôi, khoảng 2-3 giọt một thôi nhé, để cho nó không bị khô mực. Và chuẩn bị miếng da giả đi, bông, để chúng ta tiến hành vào bài học. Bài số 2 là bài gì? Bài số 2 sẽ là bài về chúng ta học đi đường thẳng nhé. Ok, nếu mà đến bài số 2 thì mình sẽ dừng video một chút nhé. Thì mình sẽ ghi bài số 2 cho mọi người dễ hiểu. Mọi người hiểu không? Mình sẽ dừng bài máy, ok. Bài máy kim thoái hơn một chút, đúng rồi, hơn một chút. Nhưng mà khi mà các bạn để ý này, khi chúng ta bật máy thì chúng ta cầm cái máy để xuống dưới da ấy,
bật máy nhá, để xuống dưới ra thì các bạn khi mà đi thì các bạn phải nhìn được cái tim của mình. Đừng để dài quá mà nó sẽ xuống không đều, nhưng mà không được để ngắn quá là các bạn không nhìn được tim để đường thẳng. Các bạn nào hỏi về vấn đề này được không? Ai hỏi gì về máy nữa? Để chúng ta còn chuyển bài. Nếu mà không có bạn nào hỏi chúng ta chuyển bài nhé, cho đỡ mất thời gian. Có ai hỏi gì nữa không? Về máy ấy. Nói chung về máy điều chỉnh thì mọi người chú ý nhé, là về mình nốt lại là về điều khiển, là về tốc độ, về lực, là đây. Mỗi cái loại máy nó sẽ riêng khác nhau. Và kim thì nó có 3-2 loại, một là kim này. Kim nhỏ đây thì mình cắm, thì mình nhớ cắm sâu hết cỡ ở trong đấy, cắm sâu hết cỡ rồi. Ấn hết cỡ lực vào rồi ok, xong sau đó mình lắp kim vào. Và muốn mà điều chỉnh được cái độ cao thấp của ngòi ấy, thì chúng ta phải bật máy lên thì chúng ta mới có thể chỉnh được nhé. Ok, còn mỗi loại máy thì nó xịn và loại này loại kia nó khác nhau, thì mọi người chú ý. Ok nhé, bây giờ mình sẽ chuyển sang bài thứ hai là bài đi đường thẳng cho mọi người. Mình tắt